Ok, mình phát âm đi. Chữ E các bạn, phát âm chữ E. Proverb là âm ơ. Together, exercise, never. Rồi ok, các bạn trả lời nó không có gạch chân cho các bạn. Câu 1 các bạn gạch chân chữ E. Câu 2 các bạn gạch chân chữ E đầu tiên, chữ E thứ hai. Chữ E thứ hai. Câu 3 các bạn gạch chân chữ E thứ hai. Câu thứ 4 các bạn gạch chân chữ E thứ hai. Rồi phát âm đi. Proverb là chữ ơ, together là chữ ơ, exercise là chữ ơ và never là chữ ơ. Phân câu A. Nha, proverb. Rồi learn là chữ ơ, earn là chữ ơ, hear, earth. Chọn câu nào? Đúng rồi, chọn câu C cho cô. Câu 3 các bạn chọn câu nào? Laughter, laughter. God là G. Roughter, enougher. Chọn câu nào? God, ok, con ma. Phát âm đi, chọn đi. Yeah. Giỏi quá. Bởi vì ba câu kia là it, câu D đọc là tờ. Chó sủa xôn xao khắp phố phường đọc là tờ. Tờ D đọc là it. Câu 5 enjoy the, con the. Ôi giời ơi, không có lỗi đâu. Enjoy the này, con the này, water the này. Cần từ laugh sao các bạn? Không phải lỗi. Ủa laugh. Laugh này. Laugh là chữ g h này các bạn đọc là laugh phở đúng không? Ủa. Chó sủa xôn xao khắp phố phường. Phố phường. Đây đọc là trường hợp 2, đọc là tờ đấy. Ôi sao lại không có cái chữ phố phường? G H là phố phường là phố rồi đó. Chứ G H là phố. Kiên âm. Phải theo cái âm của nó phở. Là chữ phở mà. G nhưng mà phở đấy. Phải có gì khó vậy? Không khó, nhớ luôn nhá. Đi thi chúng nó còn biết làm. Chọn câu C nha. Rồi sang bài tiếp theo vẫn là phần phát âm nào. Center là chữ sờ. Kit là khở. Encourage là khờ. Color khờ. Biết con nào chưa? Center. Câu số 2 chemistry. Các bạn nhớ lại mấy cái từ này cho cô này. Chemistry các bạn đọc sao là chữ gì? Chemistry là chemistry. Thì cái chữ chờ này các bạn không đọc là chờ mà các bạn đọc là khờ. Chemistry. Chemistry. School này. School cái chữ chờ này các bạn đọc là gì? Tờ. Mấy cái school nữa. School. Nhớ chưa? Tiếp theo thứ gì? Encourage. Đâu 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 chữ nào? Mechanic đúng không? Mechanic này. Mình có đọc mechanic không? Mình đọc là mechanic. 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 Charity mình đọc là gì? Hả? Chờ mới cho cha được. Chờ phiên âm quốc tế biết như thế này. Nhớ đọc lại cho cô. Chú ý nào với cái này mà đánh đố các con lắm. Chemistry. 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 School. School. Mechanic. Mechanic. Charity. 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 Rồi ok, phát câu charity cho cô. Charter. Rồi câu số 3. Tutor. Volunteer. Student community. Đọc lại coi, phát âm coi câu nào khác nào. Tutor. 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 Volunteer. Cái gì mà ở? Nó gạch chữ U mà bạn bạn Phong. Nó gạch chữ U, gạch chữ O nó mà ở. Tiêu tờ là yêu, đúng không? Các bạn phải đọc là yêu thì mới ra tiêu được. Tiêu, ok chưa? Được, tiếp theo. Volunteer. Volunteer là chữ ở. Rồi, student là yêu, ok chưa? Community. Mew là yêu đó. Còn đâu? Volunteer. Nhớ chưa? Rồi, nhớ nhưng mà lần sau làm không sai thôi. Câu số 4. Graffiti. Graffiti là tranh vẽ bậy trên tường. Cái tranh người ta vẽ đầy tường á. Ok, gọi là graffiti, tranh biếm họa các kiểu á. Rồi, gara. Rồi, graffiti người ta gạch chân chữ G. Là đọc là G. Gara là G. General hay là general? General. Rồi, glove và địa cầu. Glove là chữ G. General là chữ G. Phát câu nào sâu? A, B, C, D. Tập trung vào. Hả? Câu nào? Ủa, đọc lại này. Tập trung vào, tập trung, không chơi mèo nữa. Graffiti mà đọc là âm G đúng chưa? G. Rồi, gara là G. Còn câu C? General. Còn câu D? Glock. Chọn câu nào? General. General, tập trung vào. Cứ ngồi mà ôm mèo đó, không biết bài nào nữa. Rồi, tiếp theo này. Glow. Cái nào dễ mình đọc trước, cái nào mình chắc chắn mình đọc được mình đọc trước nó đi.
Đồ Glow đây, quần áo chắc chắn là đọc Glow rồi. Program đồ donate hả? Donate provide provide donate program close. Rồi coi câu nào vậy? Câu nào để đọc phiên âm quốc tế nghe nè. Câu nào không chắc thì các bạn coi phiên âm quốc tế cho cô. Bà từ điển Oxford. Sao cô phải về cái từ điển Oxford vậy? Rồi donate, donate. Đây. Cái từ donate này các bạn đọc là donate. Nhá, cái âm này là âm o. Âm o. Donate. Donate. Quần áo cũng là âm này luôn. Cái từ cờ lâu á mà cũng đọc là âm này luôn. Âm này nhá. O, o. Rồi chữ gì nữa? Chữ gì nữa mà cô nghe? Chữ gì nữa vậy? Donate này. Donate. Donate. Ok chưa? Donate. Rồi tiếp tục cái từ mà chương trình nè. Chương trình. Rồi program nghe này. Program. 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 Rồi còn từ đầu tiên là gì? Cung cấp. Provide. Nha. Provide. Provide nè. Provide, các bạn ghi vào. Provide đọc âm O. Còn ba câu kia đọc âm này. Âm O. Các bạn có thể ghi O cũng được này cho cô. Các bạn O. Ba câu kia đọc là O. Nhá. Glow, donate và program là âm O. O chưa, O chưa. Còn có từ provide là âm O. Để khoan vào đâu không? Provide. Provide, nhớ chưa? Hôm nay nhớ mai quên. Rồi xong xuống bài dưới. Bây giờ chúng ta đã học một đám này rồi. Street children là gì? Trẻ em đường phố. Volunteer là gì? Tình nguyện viên. Homeless people là gì? Từ trẻ người vô gia cư. Trẻ em đâu, người mà. Người vô gia cư. Volunteer là gì? Đọc lại. Tình nguyện viên. Tình nguyện viên. Elder people là gì? So elderly people là gì? Người già, đúng rồi, người già. Rồi, board game là gì Phong? Trò chơi bàn cờ. Trò chơi bàn cờ. Trò chơi bàn cờ. Sick children là gì Ly? Trẻ em bị sao? Linh biết không? Sick. Trẻ em bị bệnh. Rồi, trẻ em bị bệnh. Trẻ em bị ốm, bị bệnh. Ok chưa? Rồi, nick đi là người có nhu cầu ghi vào. Ghi vào làm bài sau năm đó. Nick đi, người có nhu cầu. Người có nhu cầu nick đi. Ghi chưa bạn bạn Uyên? Rồi disabled people là gì? Số biết không? Disabled. Linh biết không? Học hôm trước mình làm sách bổ trợ quá trời người rồi. Disabled là người bị sao? Khuyết. Khuyết tật, ghi vào người khuyết tật. Người khuyết tật. Ủa hai thằng kia không ghi vào sao làm bài được? Hả? Ghi vào ơ. Cái gì vậy? Donor là gì? Người đi chợ, người làm từ thiện. Người làm từ thiện. Người làm từ thiện. Người làm từ thiện. Người đi cho đồ, người cho cái này, người cho cái kia, gọi là người quyên góp, người làm từ thiện. Rồi music là gì? Rồi âm nhạc, rồi các bạn điền vô đây. Ghi vô, từ nào không biết hỏi cô ấy coi. Donor. Donor là người làm từ thiện hay là người đi quyên góp? Sally thường dành thời gian dành của cô ta để giúp đỡ chấm 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 ở hospital. Quan trọng là cái từ hospital, bệnh viện. Bệnh viện thì có ai? Sick children, người trẻ em ốm. Ok. Câu số 1, các bạn điền sick people vào cho cô. Điền chưa? Sick children. Tỉnh chưa con? Tỉnh rồi đúng không? Má đi đi cho con. Cả sáng nay ở nhà ăn cơm, giờ học ngủ rồi. Rồi suy nghĩ tiếp nha con. Nhanh 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 nhanh.
cửa và những dịch vụ khác cho Street, trẻ em là vô. Ừ, người vô gia cư. Đang nói về nhà cửa thì con phải vô gia cư, ok. Homeless people, viết vào. Câu số 3, street child là trẻ em đường phố làm việc. À không phải trẻ em đường phố mà là cái tổ chức street child. Tên viết hoa như này thì mình sẽ đọc tên là một tổ chức nhá. Tổ chức street child làm việc để giúp đỡ ai? Ở trên đường phố và đi đến trường, thoát khỏi đường phố và đi tới trường. Và ở đây là Street Children, các bạn ghi vào. Câu số 3, Street Children. Câu số 4 nào. Blood là máu. A and pray, volunteer who donate blood for a community supply. Đúng rồi, người hiến máu. Từ nào? Người cho, người tặng. Donor, viết donor vào. Donor, những người cho máu, những người hiến máu. Blood, donor là người hiến máu, ghi vào. Blood donor, người hiến máu. Hồi xưa cô học đại học cô đi hiến máu một lần. Rồi. Blood donor. À, những người, hầu hết những người hiến máu thì không cần phải trả tiền nhá. Làm một cách tình nguyện là không phải trả tiền. Rồi. Câu số 5. Trường học cần chấm chấm để giúp đỡ trẻ em đọc. Tình nguyện viên, đúng rồi, volunteer. Câu tiếp theo, Su. Đúng rồi, elderly people. Dịch coi. Dịch cho mẹ nghe. They have elderly people with house. Việc nhà. Làm vườn. Ok. Câu số 7. The local authority là chính quyền địa phương các bạn. Chính quyền địa phương đã xây một ngôi nhà mới cho một vài người có nhu cầu hả? Xây một ngôi nhà mới cho ai? Để lát mình coi nha. Câu nào mình chưa chắc thì để đấy. Còn có người khuyết tật đây này chưa xài này. Để lát mình coi ha. Câu 8, chúng tôi tham gia. Sang câu 8 nào? Câu 8 nào? Mở rộng lỗ tai ra đọc nào. Rồi, chúng tôi tham gia những hoạt động cộng đồng để giúp đỡ ai vào mùa hè năm ngoái? Rồi, để đó đã. Câu 9 nào, mùa hè năm ngoái. Hả? À, câu 9 là board game, play, phải board game rồi. Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã chơi board game và thưởng thức một vài món ăn mà mẹ tôi nấu. Ok, board game. Cái nào dễ làm trước, đối dạng bài này các bạn cứ như vậy thôi, con nó chưa chắc để đó. Làm đại là sẽ sai. Rồi, câu 11, My Brother và tôi. Nghe cái gì? Ôi dồi ôi. Listen thì biết cái gì? Su? Su? Music. Hỏi thì trả lời chứ. Rồi còn hai từ thôi các bạn ơi. Vậy là xây nhà, cái người mà, tức là mình không thể xài người có nhu cầu, xây nhà cho người có nhu cầu được. Đầy người có nhu cầu không có được xây đâu. Đâu phải ai được xây đúng không? Mình sẽ xài cho trẻ em khuyết tật nghiêm trọng. Vậy là câu số 7 điền cho cô tứ. Disabled people. Disabled people nhá. Còn câu số 8 điền cái gì? The gì? The need đi là người có nhu cầu. Chúng tôi tham gia hoạt động cộng đồng để giúp đỡ người có nhu cầu vào mùa hè năm ngoái. Ok chưa? Buồn ngủ ra rửa mặt đi. Vòi nước ngoài kia. Hay ra cho con Milo cắn một cái thế là tỉnh. Rồi ok chưa? Sang bài số 2, chia thì nhá. Thì gì đấy? Đa số là thì quá khứ. Đơn. Rồi, ok làm đi.